Hello, Hoàng Quy mến chào của chú anh chị và các bạn nha. Hoàng Quy là đồng quay với cài nè. Đi từ ngoài bờ vô đây, thở không? Đang lên luống trồng mì. Hoàng Quy chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn xem nhé. Từ ngoài ruộng, ngoài đường vô tới đây, mệt, thở quá. Đó, 4 máy 2 cầu. Ủa, kia có con nữa kìa. Kia còn con nữa. Bên kia 265. Đây con MF185 cái gì đây? Bên kia 265. Con bên đó là con 265 nha. Còn con bên này là con 185. Từ 290 sẽ sạn chạy xuống nữa nè. Còn bên đây một con sấu, hai con lên liếp, lên luống còng, bỏ tài xuống rồi. Ôi mịt mù luôn. Hả? Sáng giờ đi vòng vòng trồng luôn hả? Đây con 290 đây.
90 trở lên. Ở đây vô đường nào ta? Vô đường này nè, đi đường. Biết đi đường này được mà không biết đường vô trong này nè. Vẫn thầu cũng đỉnh. Nay thầu luống này hả? Thầu cây giống rồi luôn hả? Cũng đang làm á. Ai kêu hả? Vậy hả? Xe lớn làm mà. Xong rồi hả? Cái đám mì mà gần từ lái á. Mới mua hả? Mua lâu rồi hả? Chuyên đi sới cày rồi thôi hả? Sới cày. Mua bãi hả? Đâu? Ở dưới bãi á. Bãi Long An hả? Bãi á? Trước đó tầm 60 triệu á. Trước nay 90 hả? Trước đó 3 năm. Trước 265 mới... 256. 256, còn trước này mới giữ chứ. Ừ. 80 triệu. Dân sới này 2 mét thôi. 2.2 hả? 40 mét. Rồi. Vô mùa vui quá ha. Ở đâu đâu cũng có mấy cài hết. Nó mùa mì mà. Quay từ ở Dương Minh Châu về tới đây luôn. Đây. Con này là lớn nhất 290. Ship à? Ship kìa, ship hả? Ship bển hả? Dạ. Ship chạy xe kìa. Không giờ đi ăn chưa trâu hả? Dạ, đi từ lâu mất rồi. Nguyễn Đỉnh à, 18.430 còn kia 265 điện thoại.
nào chú uống bia ha? Hả? Bữa nào uống bia mở ha? Bữa nào đi? Ừ. Chiếc này 300. Luôn vỏ hả? Cái vàng này chắc 30 triệu hả? Vàng đó mấy triệu, mấy à? Hai mấy hả? 25 triệu. À. Bữa ông lấy mua một chiếc 290 nữa đâu ta, phải chiếc này không? À, đi bên về bên Ninh Điền à. Về Ninh Điền hả? Chứ đó đem cho ảnh làm cái hết 16 tuổi đâu gì đánh tới à. Chiếc đó như có cái búa, có trục bô á. Rồi, từ đầu nó có trục bô. Có cây búa nữa. Cái đó thí dữ mà. Thí dữ á. Xe đó đụng nó xong rồi. Xe đó mua đâu được, có cây búa à? Ở dưới số Hòa. Thấy có một chiếc ở dưới Thanh Hòa cũng 290 nằm dưới. Của ai ra? Đi nào? Đi đường này luôn nè. À, của Hiếu nhỏ. Ngay nhà vợ ông chạy lên đúng không? Đúng rồi. Của Hiếu nhỏ. Nằm mình luôn. Nằm mang ngày sáng đó phải không? Mang ngày sáng đó. Của Hiếu nhỏ bán mua á. Mua 200 mấy chắc. 260 giờ về bên vỏ đó này cũng nằm 300 à. Cũng đầy cái đó đó. Ừ, thấy đó luôn. Thấy chưa có chạy hả? Thấy hôm nay cũng có chạy là mà đều kiểu chưa không có máu nhiều á. Ừ, thấy sáu vòng vòng dưới đó. Đó có chiếc Isuzu hay gì ta? Có chiếc Isuzu nhỏ. Bán rồi hay gì đó. Vô. Thấy có nhà mà mua mũ cao su á, em vô em cây nó dựng ngay cây xanh, nó hỏi tới đó em hỏi nhà của Quốc Ba cái nào là em vô em coi cây đi rồi ải được thì em kêu tao giao cho. À, em chạy vừa chưa có tới trại cưa nha, cách mình đã sống ngay trại cưa á là em là không mấy, em hỏi ta đường á, em hỏi nhà của Quốc Ba nhà nào chỉ tôi cái nhà tường đó có cổng nào á, em cứ vô nói đen Quốc Ba nói đen chỉ vô coi cây rồi có gì rồi cái điện sao. Rồi coi được thôi, tao kêu tao giao cho. Cái mì hả? Ờ, à, cái mì đó. Này nhiêu bó ta? Mấy chục? Ờ, à, mì 3 chục, 27. Mì 3 chục, mì tháng 10 á. Ừ, con. Thấy bữa mua có gì đâu mà 47 à? Dữ vậy? Mì giống mấy á. 05 á? Ờ, 05 á, giống tháng 10 á. 47 á, có liền. Chả lúa hay gì vậy? Chả đâu? Này luôn á hả? Cá khô hả? Đủ cá khô túng lắm ơi, đừng xà nước, đủ thiệt. Tôi bán cá khô phóng nè. Dạ, anh. Miền quê tư quy. Miền quê tư quy. Đang rải rồi đó. Chuyển rải hả? Đang rải rồi đó hả? Miền quê tôi đi. Làm sao không?
này giống tháng mấy? 7 tháng. 7 tháng 6 hả? Tháng 6 7 mình làm tiếp hả? Mưa ẩm mưa. Dạ. Bánh sau 16-9-30. Đội trưởng đội trồng mì hả? Ở trả là một phút. À. Ai cần nhu cầu thì là bao giờ là lấy hết rồi, rồi giờ bữa là ngày mai á trồng hai ba chiếc. Chưa vợ. Chưa vợ. Ủa, có nhiều clip đẹp không? Quá đẹp. Rồi rồi quá 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 vui quá vui. Bảy mấy cái ba ra chút con nó chảy ngay chỗ cao nữa. Thì các bạn rất nhiều luôn, tạm biệt. Đây bỏ hôm đó, người đào người bỏ đi tốc hành luôn. Đó, giờ đắp lại. Giờ người bỏ hôm, người giết hút đắp, bỏ hôm.